Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo nhá. Thì ngày hôm nay mình mới mở được cái bộ đồ Rat Queen, nữ hoàng đường đua. Thì mình sẽ review cho anh em xem luôn. Cho những anh em nào mà đang có ý định cày nhân vật Misa để lấy cái bộ đồ này. Xét về tổng quan thì mình thấy cái bộ đồ này nó khá là giống con gọc cào anh em ạ. Đó, một màu xanh xanh lè loẹt luôn, cộng với màu đen nữa. Và đây, cái dù của mình đây, phối màu rất là đẹp luôn. Ok, tiếp đất nào. Giam này và túi cứu thương. Bên này thì cũng sẽ có thêm một túi cứu thương nữa, băng đạn. Ở đây súng đâu? Súng đâu anh em ơi? Mình sẽ phải đi kiếm súng cái đã nhở. Không có súng làm sao mà chiến bây giờ. Đây rồi, như vậy là mình đã nhặt được một khẩu súng UMP. Đây là một khẩu súng tiểu liên khá là mạnh mẽ ở phạm vi gần luôn. Đầu trận mà loot được khẩu này thì anh em bắn đối thủ phải nói là khá là rát. Ở đâu cả rồi, đâu cả rồi. Đây lại có thêm túi cứu thương này. Ô nhưng mà full rồi, mình chưa có ba lô. À thấy rồi nha, có một thanh niên này. Thôi xong đời rồi. Ủa gì vậy? Đang nhìn thanh niên kia tự nhiên bị thanh niên này bắn lén này. Thôi xong đời nhà thằng em rồi. Bắn chị Misa này. Rồi ok. Thế là mình cũng đã lượm được cái ba lô 1. Còn cái thằng lúc nãy vừa chạy vào đây đâu. Vào để chiến luôn. Á à, đủ. Thôi xong đời thằng em rồi. Lại đây em. Lại đây chị nó nhỏ. Em là cái gì mà cứ phải để chị phải nói ỏ nha. Thanh niên. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Xoạt gắn này. Anh em có thấy cục xúc không? Quá cục xúc luôn. Ok, ngon rồi. Có súng phóng lựu MP79 nhá. À đủ, ngoài này có ai vậy? Thanh niên nào kia? Úi giời ơi, nó bắn mình kìa. Thanh niên này. Úi giời ơi. Ơ cái gì vậy? Bắn thằng đằng trước lại ra thằng đằng sau. Là thế nào vậy? Đối với khẩu súng shotgun M1014 thì chúng ta không thể bắn xa được. Vì thế mình sẽ phải tìm cách tiếp cận mục tiêu anh em ạ. Thằng kia không hiểu nó ăn cái gì mà chạy nhanh thế, làm sao mà lùa đây. À đủ, đã chạy ra ngoài kia rồi cả. Đứng lại nhanh. Úi giời ơi, ghê vậy. Thôi xong rồi, quả này có khi mình die chứ lại. Thanh niên, đứng lại nhanh. Anh cho chú chết này. Ui không trúng này. Chết đi em. Ui vẫn không trúng này. Không hiểu sao thanh niên kia sống dai vậy. Được rồi, anh em cứ yên tâm, tôi sẽ tiêu diệt được thanh niên này. Và bây giờ tôi đang hết đạn rồi, không chơi được ấy. Mình sẽ phải lên tạm cái chòi này để đi lượm đồ đã. Không có đồ bây giờ làm sao mà bắn bây giờ. Đây chơi này. Giáp 2 này, ngon. Còn cái gì nữa không đây? Mũ 3 này, tuyệt vời. Ơ nhưng mà không có đạn anh em ạ. Đạn shotgun với lại đạn súng MP79 không có luôn. Rồi ok. Kia ngoài kia có con xe. Để con xe này đi đâm người cũng được anh em ạ. Ok. Chơi lầy luôn. Sao phải xoắn với thanh niên kia. Úi giời ơi, đạn bay vèo 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 vèo. Ghê thiệt. Xong đời thằng em rồi. Ui, bò đi em. Bò đi em. Rồi ok, xuống lượm đồ. Ngon, như vậy là mình đã có được khẩu súng AK rồi. Vẫn đang còn tận 42 viên đạn. Đủ để giết tầm khoảng 2 thanh niên nữa. Đấy, tậu được con xe là lái xe đi lượn luôn. Đây, lại túi cứu thương này. Ok, lên xe chạy tiếp thôi. Về vấn đề cơ bản là nhân vật Misa của mình đã nâng cấp tốc độ lái xe nhanh hơn các nhân vật khác. Mình nhớ là hình như là lái xe nhanh hơn các nhân vật khác là 8% rồi sao ấy. Đó, đang lái xe rất là nhanh luôn. Và tốc độ của mình đạt được sẽ là 106-107 km/h. Anh em có thấy ghê không? Quá ghê luôn. Trong này có ai không?
Đây anh em lái xe thì cứ rít hết ga chạy hết cỡ nhá. Đáng chạy mới thấy thằng nào mà kiểu là chặn đầu xe thì thôi, đâm luôn. Mặc dù là con xe đa năng này chạy nó không được nhanh như chiếc xe bán tải màu xanh dương của chúng ta, nhưng mà đi nó rất là ngầu luôn anh em ạ, xe mui trần ấy. Lên dốc nào. Ok. Và trong trận đấu này thì mình vẫn sẽ phải chiến đấu với 16 thanh niên nữa. Vẫn còn khá là đông người chơi anh em ạ. Lái xe đi lượn nào. Đâu rồi? Và chúng ta hãy quay trở lại với cuộc chơi ngày hôm nay. Đây chính là cuộc thi gọi là tìm kiếm tài năng chặn đầu xe. Đâu, thanh niên nào to gan? À đủ. Cái gì vậy? Nó bắn mình à? Thanh niên ở dưới à? Vòng xe xuống quất luôn. Ở đâu vậy? Ơ sao mình vẫn chưa thấy nhỉ? À trên này à? Thôi xong đời thằng em rồi. Úi giời này, bắn đi em, bắn đi em. Úi vẫn đang còn sống này. Còn sống này, AK em ơi. Wow, quá thốn luôn. Không hiểu sao mà mình đi nhanh như vậy, đâm mà còn không chết. Bạn ấy vẫn đứng chạy được. Rồi ok, mình sẽ trang bị cái ống ngắm 4x vào. Với cái ống ngắm 4x thì AK sẽ phát huy hết tác dụng của mình. Và đặc biệt nếu như chúng ta kiếm được một cái tay cầm 3 thì phải nói là khẩu súng AK là một khẩu súng mạnh mẽ, chỉ xếp sau khẩu súng Groza thôi anh em ạ. Leo top vẫn khá là tốt mà. Anh em biết tại sao mà ngày hôm nay thì mình chơi mình thích đi xe không? Đấy, mặc trên người bộ đồ Red Queen, nữ hoàng đường đua, nên là phải chạy xe. Đấy, nó mới giống đường đua anh em ạ. À đù hòm thính này, anh em nghĩ là có ai lượm chưa? Xuống lượm luôn nào. Gì đây? Súng gì đây? Wow, quá ngon luôn, một khẩu súng Groza. Với khẩu súng Groza thì chúng ta có thể hạ gục những kẻ địch khác một cách dễ dàng. Vì đây là một khẩu súng có lượng sát thương cực kỳ lớn và độ chính xác cũng khá là cao. Đặc biệt là súng Groza còn có độ giật thấp nữa, nên là cái việc chúng ta hạ gục kẻ địch chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Ngoài này còn thanh niên nào nữa không đây? Anh em nghĩ là còn ai không? Ơ sao nó chạy có vẻ là bơ vơ giữa dòng người thế nhỉ? Không thấy ai luôn. Đâu, các chú ở chỗ nào, ra hết đây đi. Vâng, lái quá lụa luôn, từ đường to đến ngõ nhỏ, đường nào mình cũng có thể chạy được hết à. Vâng, và con số người chơi trong trận đấu này ngày càng ít đi, bây giờ chỉ còn 9 thanh niên nữa thôi. Anh em có nghĩ rằng ngày hôm nay Misa, nữ hoàng đường đua, Red Queen có thể kiếm được top 1 không đây? À đủ lại hòm thính nữa này. Đây sẽ là M249 hay là AWM đây anh em? Chúng ta hãy cùng lượm nào. Súng gì đây? Wow, như vậy là một khẩu súng AWM. Với khẩu súng AWM thì chúng ta có thể can sọ những thanh niên khác một cách khá là dễ dàng. Tại vì cơ bản là khẩu súng AWM đã được trang bị sẵn ống ngắm 8X với khả năng zoom cực lớn. Đấy, soi rõ từng cái lông chân luôn. Vị trí của bạn đã bị lộ. Thôi xong nhá, có một thanh niên ở trên này. Tất nhiên là tôi sẽ chạy lên và chiến luôn thôi. Việc gì mà phải sợ thanh niên nào. Lên nào. Úi giời anh em ơi, con xe này lên dốc cảm giác chán ghê vậy đó. Muốn vứt luôn con xe anh em ạ. Đi bộ cho nó nhanh. À đủ. Ăn sọ em ơi, ăn sọ nào. Thử căn sọ khi đối thủ đang chạy xem nào. Úi giời ơi, bắn hụt rồi. Ôi bên này lại có người nữa này. Đông vậy. Được rồi anh em cứ yên tâm, kiểu gì ngày hôm nay mình cũng phải ăn được mấy cái sọ với khẩu súng AWM này. À đù, thanh niên trên kia, bà đấy không hề nhìn thấy mình luôn. Bà đấy chạy khá là nhanh. Chúng ta hãy cùng xem thanh niên kia làm gì vậy. À đù, đi lượm thính nha. Thính còn gì nữa đâu mà lượm này. Trời ơi, đáng thương chưa? Quá đáng thương luôn ấy. Được rồi, xuống hốt xăng nó thôi. Đồ gì đây? Wow, đạn súng trường và một khẩu shotgun mini M1873. À đù,
thanh niên nào đang chạy kia? Thôi xong đời rồi. Chú xong đời với anh rồi. AVKM này em. Đúng rồi, chạy đi em. Đứng lại xem nào. Đứng lại nhanh. Vỡ sọ em ơi. Ui giời, bắn hụt rồi. À, có lẽ là mình sẽ phải tiếp cận mục tiêu gần hơn. Được rồi, anh em cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng ăn thêm mấy cái sọ bằng khẩu súng AVKM nữa. À đủ, chú chạy xuống dưới kia. Đi lượm thính nhá. Lượm thính đi em. Đúng rồi, lượm thính đi em. Ơ, không thèm lượm thính luôn à? Cái gì vậy? Lại hụt nữa rồi. Thanh niên. Đúng rồi, quay lại, quay lại. Trời ơi, trời ơi. Đáng thương chưa? Thế là mình cũng đã ăn được hai cái sọ với khẩu súng AVKM rồi. Đặc biệt là mỗi lần sử dụng khẩu súng AVKM ấy, cái tiếng nó bắn ấy nghe rất là đã tai luôn. Úi giời. Ê mấy anh ơi, mấy anh, tha cho em, làm cái gì mà ghê vậy? Từ từ thôi mấy anh ơi. Đâu? À đủ thấy rồi nha. Đúng rồi, lượm thính đi em ơi. Lượm thính đi kìa. Thôi xong rồi. Chú chết với anh rồi. Đúng rồi, đứng đấy lượm thính đi xem nào. À đủ, lút đồ à? Lút đồ này, trời ơi. Ngu chưa? Không cái ngu nào bằng cái ngu nào. Tôi thấy rồi nhá. Như vậy là ở ngoài cái vùng an toàn của chúng ta sẽ có một thanh niên nữa. Có vẻ như là bạn ấy đang chạy vào rồi. Được rồi, tôi sẽ ngồi đây tôi canh xem. Đơn giản là vì hiện tại khẩu súng AVKM của mình nó đã được trang bị cái nòng giảm thanh rồi, nên là bắn đối thủ cũng không biết mình đang ở vị trí nào luôn ấy. Thanh niên. Chú thử chạy vào đây xem nào. Chú chạy vào đây anh xuyên táo chú luôn. À đủ, vẫn đang chạy bò à? Chạy bò này. Đời quá đen. À đủ, thanh niên cuối cùng. Đâu rồi? Đúng rồi, chạy xuống đi bạn ơi. Hình như bạn ấy thấy mình rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Wow, tuyệt vời, yeah. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình lại được top 1 nữa rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Nếu như mọi người thấy video này của mình hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye mọi người.